Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý khán giả những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Miền Trung sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện sương mù bụi mịn gấp 6,8 lần mức cho phép. Mất mùa lại thêm mất giá, người trồng dưa hấu ở Gia Lai lâm vào cảnh trắng tay. Khởi tố 6 đối tượng dùng bơm xăng chống người thi hành công vụ. Giới trẻ Hà Nội rộn ràng đón Giáng sinh sớm, nhộn nhịp check-in chào đón mùa lễ hội cuối năm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, miền Trung đang đối mặt với đợt mưa lớn gây lũ trên sông và sạt lở tại nhiều nơi. Tại Quảng Nam, mưa lớn đã gây sạt lở, làm tảng đá có kích thước lớn rơi xuống, làm xô lệch mặt cầu, nứt dở các dầm ngang tại cầu Đắc Mi 1 trên quốc lộ 14. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây sạt lở mái ta luy dương khiến đất đá tràn xuống tuyến đường quốc lộ 14E, đoạn qua huyện Phước Sơn. Đáng chú ý, một tảng đá lớn nặng cả chục tấn lăn từ trên cao xuống đã làm lệch mặt cầu Đắc Mi 1. Để đảm bảo an toàn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo chỉ cho phép phương tiện chở khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải dưới 5 tấn và các phương tiện xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Đắc Mi 1. Thưa quý vị, như dự báo là mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ kết thúc muộn hơn bình thường. Tại miền Trung, đợt mưa lớn lần này được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 28 tháng 11 và có thể gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh thành, trong đó Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và trước cảnh báo nguy cơ thiên tai đi kèm với mưa lớn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và các bộ ngành có liên quan. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay 26 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 300mm, riêng Thừa Thiên Huế có nơi trên 400mm. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nơi trên 300mm. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trong khi miền Trung mưa lớn thì hôm nay miền Bắc cũng bắt đầu chuyển lạnh. Đây là đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay. Theo dự báo, nhiệt độ sẽ giảm sâu, vùng núi cao phía Bắc có nơi dưới 10 độ C. Người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe và chủ động các phương án để giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng vật nuôi. Dân và tiếp tục với một thông tin cũng cần phải lưu ý vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Thưa quý vị, chỉ số chất lượng môi trường không khí tại thành phố Hồ Chí Minh đang báo động khi hiện tượng sương mù xuất hiện vài ngày gần đây vào sáng sớm, với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 6,8 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Trên ứng dụng quan trắc không khí Air Visual cho thấy, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có điểm đo chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Các điểm đo này tại các quận Bình Thạnh, Gò Vấp và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Theo các chuyên gia khí tượng, sương mù hình thành do độ ẩm không khí cao, ban đêm nhiệt độ giảm nên hơi nước ngưng tụ, gió yếu khiến những hạt lơ lửng trong không khí không bay lên cao mà giữ lại ở tầng thấp. Chính vì vậy, hạt lơ lửng đóng vai trò là hạt nhân để cho hạt hơi nước li ti bám vào. Hạt này lớn dần mới tạo thành sương mù. Sương mù nhiều chứng tỏ chất lượng không khí không tốt, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp. Do đó, người dân cần đeo khẩu trang, kính mát khi đi ra đường để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh những bệnh về đường hô hấp do bụi mịn gây ra. Nền kinh tế năm 2024 được đánh giá là có nhiều điểm sáng, đặc biệt vào những tháng cuối năm.
Để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cao điểm với đơn hàng gia tăng, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động. Sau thời gian trầm lắng thì nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày đã dần khởi sắc. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 10, thu hút FDI của Việt Nam đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, vốn đăng ký điều chỉnh tăng gần 42%. Điều này kéo theo cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, chỉ tính riêng trong tháng 9 và tháng 10, đơn vị này đã tổ chức gần 50 phiên việc làm, trong đó nhu cầu tuyển dụng tăng khoảng 30%, tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, logistics, xây dựng và sản xuất. Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính là xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư tạo động lực to lớn cho sự phục hồi của thị trường lao động trong nước. Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp có xu hướng tăng cường tuyển dụng lao động nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp cao điểm lễ Tết. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An vừa triển khai thực hiện mô hình thí điểm và lễ khởi động đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo kế hoạch, đề án được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 2024-2025 sẽ tập trung thực hiện đạt 60.000 hecta diện tích canh tác lúa thuộc vùng dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VNSAT và vùng lúa ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Giai đoạn 2 2026-2030 tiếp tục mở rộng để đạt 125.000 hecta tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường. Có 62 xã với 50.800 hộ tham gia. Gắn với đó là tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa. Và thưa quý vị và các bạn, thời điểm này rất nhiều ruộng trồng dưa hấu trên cao nguyên Chư Trông, tỉnh Gia Lai đang vào vụ thu hoạch. Nhưng thay cho tiếng nói cười hớn hở như những vụ trước, vụ dưa này, nông dân nào cũng đối mặt với cảnh thua lỗ vì thiệt hại kép. Sản lượng, chất lượng dưa hấu không đạt tiêu chuẩn, giá bán chỉ còn từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Mất mùa lại thêm mất giá, người trồng dưa hấu lâm vào cảnh trắng tay. Vì sao nên nổi? Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Từ tỉnh Bình Định lên thuê đất canh tác và đã đầu tư vào vườn dưa hấu 5 hecta gần 800 triệu đồng. Gia đình chị Mai Thị Thúy Hằng đang phải đối mặt với tình cảnh thua lỗ nghiêm trọng khi giá dưa chỉ còn hơn 1.000 đồng một ký. Mặc dù vườn dưa đang được thương lái thu mua, nhưng với mức giá quá thấp, cộng thêm chất lượng và sản lượng sụt giảm do thời tiết bất lợi, khiến số vốn đầu tư của gia đình chị gần như mất trắng. Thời tiết năm nay nó khó làm. Nói chung là mưa gió thất thường, nói chung nó không có đạt đầu tấn mà giá cả thì không có. Giá dưa này bán thì chắc cỡ 2 triệu vài chứ mấy đâu, 1 triệu mấy, 2 triệu rồi. Đồ mất trắng 6 triệu một sào. Vậy là nhân lên. Nên mà hết tiền trăm sào mất 600. Đấy. Rồi theo giá vốn liếng đâu có nữa mà tới vụ tiếp theo. Còn với bà Nguyễn Thị Khanh, hơn 20 năm trồng dưa hấu, bà chưa bao giờ chứng kiến cảnh giá dưa xuống mức chạm đáy như hiện nay. Làm dưa mười mấy 20 năm rồi mà chưa có nào mà giá dưa lỗ như thấp như bữa nay. Nhiều người mới bán trước đây rồi mất trắng luôn á. Bán thì triệu rưỡi sao mà tiền đất đặng triệu mấy sao rồi coi như bán đủ cái trả tiền đất còn mất trắng. Mình cũng lo. Mình gần tới thằng giá cả đây cũng sợ lo ăn nó ngon ngủ vậy. Diện tích trồng dưa hấu năm 2024 tại huyện Chư Prông khoảng 300 hecta, chủ yếu người dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi lên thuê đất canh tác. Đến nay, các nông hộ đã thu hoạch được khoảng 150 hecta, nhiều diện tích còn lại trồng muộn để bán dịp Tết. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, đất đai chưa phù hợp khiến chất lượng sản lượng dưa hấu không đảm bảo. Ngoài ra, yếu tố thị trường tiêu thụ bị sụt giảm nên giá thu mua dưa hấu cũng rơi xuống đáy, nhiều hộ bị lỗ nặng. Khuyến cáo đối với người dân trên địa bàn và ngoài địa bàn thì phải cân nhắc trong cái việc là khi gieo trồng phải cân nhắc các cái yếu tố về thời tiết và thứ hai nữa là về giá cả thị trường rồi là cái thị trường để tiêu thụ để đảm bảo được cái đầu ra nó mới tính ổn định. Với người trồng dưa, để có lãi, giá dưa phải đạt từ 5.000 đồng một ký. Thời điểm Tết cũng đã cận kề. Hàng trăm nông dân xa xứ vẫn đang phải đối mặt với cảnh thua lỗ tại vùng trồng dưa hấu Chư Prông. Hy vọng trong những ngày tới,
giá dưa hấu có thể tăng trở lại, giúp người dân có nguồn thu nhập tái đầu tư sản xuất. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Khởi tố 6 đối tượng dùng bơm xăng chống người thi hành công vụ. Giới trẻ rộn ràng đón Giáng sinh sớm, nhộn nhịp check-in chào đón mùa lễ hội cuối năm. Du khách thích thú khám phá vườn thú safari thu nhỏ tại Cần Thơ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé tử vong khi đi chơi tại khu vực tổ chức đoàn lô tô. Trong lúc đua chơi tại khu vực tổ chức đoàn lô tô thuộc nhà văn hóa khóm 3, thị trấn Cái Đôi Dàm, cháu bé 12 tuổi leo lên cầu thang sân khấu thì bị điện giật. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cháu đến trung tâm y tế huyện Phú Tân, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua xác minh của chính quyền địa phương, đoàn lô tô do một người phụ nữ ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đăng ký hoạt động và giao cho con mình quản lý. Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng trong cùng một gia đình dùng hung khí ném bom xăng tấn công lực lượng chức năng. 6 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, gồm Lê Văn Điền, Lê Thị Ngọc Nhan, vợ Điền, Lê Phước Sang, Lê Phước Hoàng, Lê Công Triết và Nguyễn Văn Lộc, cùng ngụ tại xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo điều tra, sáng ngày 18 tháng 11, lực lượng chức năng An Giang triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nhan, ông Điền, phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đi huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình cưỡng chế, vợ chồng ông Điền cùng các đối tượng còn lại có lời nói xúc phạm, sử dụng máy xúc, gậy, cuốc, kéo, ly thủy tinh, gạch đá, bơm xăng tự chế, chống người thi hành công vụ. Hậu quả, 4 chiến sĩ cảnh sát và 1 công nhân bị thương, nhiều phương tiện máy móc của đơn vị thi công bị hư hại. Và thêm thông tin về dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đi huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Dự án này được triển khai thi công với chiều dài hơn 39 km đi qua địa bàn xã Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, huyện Châu Phú và huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Trong đó, địa bàn xã Tân Lập có 641 hộ dân bị thu hồi, di dời. Vợ chồng bà Nhan, ông Điền có 2 thửa đất bị thu hồi, di dời với tổng diện tích là hơn 281 m². Tuy nhiên, gia đình này không chịu nhận bồi thường, không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhiều lần ngăn cản không cho thi công dự án. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Nhan, ông Điền. Hôm qua, 7 chiếc tiêm kích Su-30 MK2 cùng nhiều trực thăng Mi bay tập trên bầu trời quanh sân bay Gia Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, đội hình bay gồm 7 chiếc tiêm kích Su-30 MK2 và 7 chiếc trực thăng Mi, bay làm 2 tốp. 7 chiếc tiêm kích Su-30 MK2 cất cánh từ sân bay kép Bắc Giang, bay thành 2 biên đội, một biên đội gồm 3 chiếc bay trước và một biên đội 4 chiếc bay tiếp theo. Tương tự, 7 chiếc trực thăng Mi cất cánh từ sân bay Hòa Lạc chia làm 2 đội bay, một đội với 3 chiếc bay trước và 4 chiếc bay kế tiếp. Đây là hoạt động của lực lượng Không quân Trung đoàn 927 và Trung đoàn 916, Quân chủng Phòng không Không quân, nhằm chuẩn bị tốt cho buổi lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức tại sân bay Gia Lâm từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 tới. Đến nay đã có gần 200 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 27 quốc gia đăng ký tham gia. Cũng tại Hà Nội, dù chưa đến tháng 12 nhưng giới trẻ đã bắt đầu đón không khí vui tươi, rực rỡ của mùa lễ Giáng sinh năm nay. Thời tiết Hà Nội thời điểm này là chuyển lạnh, là điều kiện lý tưởng để diện đồ xuống phố chào đón mùa lễ cuối năm đang cận kề. Hà Nội những ngày này thì không khí Giáng sinh đã tràn ngập nhiều nơi, từ các trung tâm thương mại đến các quán cà phê đều đã lên đèn đón Giáng sinh. Nhiều bạn trẻ đã lên phố Hàng Mã để tận hưởng không khí Giáng sinh sớm hơn mọi năm. Mình đến đây với bạn để mình check-in sớm. Mình lựa chọn thời điểm này để cho như là
check in sớm để tránh cái thời điểm đông đúc nhất của mọi người và có những bức ảnh đẹp nhất cho mình ấy, và có không gian hơn, cũng không gây ra tắc đường hay là chật chội gì. Không chỉ phố Hàng Mã, nhiều quán cà phê đã trang trí Noel từ sớm nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh check-in của khách. Các bạn trẻ khá hào hứng với hoạt động phun tuyết cùng các góc check-in được trang trí lộng lẫy tại các quán cà phê. Em chọn quán có phun tuyết tại vì em cảm giác là những nơi như này thì sẽ có cảm giác mùa đông hơn và chụp ảnh cũng sẽ đẹp hơn nữa. Thấy ở đây phun tuyết rất là đẹp nên là bọn mình qua đây chụp ảnh. Sau một năm làm việc học tập vất vả, thời điểm cuối năm luôn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, lan tỏa tinh thần tích cực hơn. Do đó, những hình ảnh người người, nhà nhà chào đón mùa lễ sớm thế này làm cho sự mong chờ năm mới 2025 càng thêm háo hức. Thưa quý vị và các bạn, được xem là sản phẩm du lịch mới của thành phố Cần Thơ, Vườn thú Eco Safari đang là điểm đến lý tưởng cho các gia đình có trẻ nhỏ, nơi những trải nghiệm độc đáo đang chờ đợi được khám phá. Tại đây thì các bé không chỉ được chiêm ngưỡng hơn 100 con thú thuộc hơn 20 loài khác nhau, mà còn có cơ hội hiểu rõ hơn về cách chăm sóc và bảo vệ động vật trong môi trường gần gũi thân thiện. Giữa những loài vật đáng yêu thì trẻ em sẽ học được những bài học quý giá về tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Vườn thú Eco Safari nằm trong khuôn viên Cần Thơ Eco Resort, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Với diện tích gần 1 hectare, đây là nơi sinh sống của hơn 20 loài động vật, được nuôi dưỡng và chăm sóc theo từng cụm riêng. Hơn nữa, chúng được thuần dưỡng để có thể thích nghi tốt nhất với điều kiện khí hậu đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây, vườn thú này thu hút đông đảo khách tham quan khi xuất hiện thêm 3 con capybara vô cùng đáng yêu. Sau khi capybara ra mắt ngày 11 tháng 11, thì tượng khách từ đầu tuần cho tới cuối tuần của cái ngày hôm đó thì nó tăng lên. Đặc biệt vào Chủ nhật vừa rồi là có hơn 1.000 khách. Và chủ yếu là ba mẹ dẫn các bé đi rất là nhiều để được chiêm ngưỡng với lại ngắm nhìn các bạn capybara của mình. Tại Eco Safari, các con thú được nuôi dưỡng, chăm sóc trong không gian xanh mát lý tưởng để các gia đình và các em thiếu nhi vui chơi, thư giãn. Con được gặp táp như vậy, con cho nó ăn, con được vuốt nó, con rất là vui. Con được ba mẹ dắt đi sở thú, gặp các bạn capybara rất là dễ thương. Hay con có thể giúp ve mấy bạn cho các bạn ăn cỏ. Chị Kẹo cảm thấy nó rất là dễ thương. Lúc trước thì chỉ nhìn trên TV hay là qua những con thú bông thôi. Hôm nay mới nhìn thấy thật sự thì nó rất là dễ thương. Con chị nó cũng rất là thích. Không cần đi đâu xa, du khách có thể khám phá thế giới động vật trong môi trường tự nhiên tại Eco Safari. Một vườn thú mini được giới nhiều những safari bán quan giả ở Cần Thơ. Sức hút của du lịch Tây Bắc ngày càng lớn, nhất là khi có chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn bậc nhất cả nước với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, thì lượng du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Bắc ngày càng tăng. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, công tác hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang và Phú Thọ có vận dụng sáng tạo theo hướng hợp tác đa phương, khai thác lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương để tạo những sản phẩm du lịch liên kết có sức hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của khách du lịch, thúc đẩy sự hồi phục của du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch nổi bật đều có sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Nhiều chương trình du lịch Tây Bắc được các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khai thác rất hiệu quả. Lượng khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Bắc ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng là 19,7 triệu lượt. Năm 2024 có thể xem là một năm bội thu các giải thưởng của du lịch Việt Nam. Mới đây, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards diễn ra ở Bồ Đào Nha, hai khu du lịch quy mô tại Quảng Nam đã được vinh danh. Cụ thể là khu phức hợp Hội Anna giành chiến thắng ở hạng mục khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất thế giới, trong khi đảo Ký ức Hội An được vinh danh ở hạng mục tổ hợp du lịch văn hóa và giải trí hàng đầu thế giới. Hội Anna nằm tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách phố cổ Hội An khoảng 10 km. Đây là một trong các dự án đầu tư nước ngoài quy mô nhất Quảng Nam và là trung tâm của các sự kiện thể thao hội nghị quốc tế. Hội An A nằm trên suốt 4 km bờ biển với tổng cộng hơn 1.200 phòng thuộc 4 khách sạn 5 sao. Khu nghỉ dưỡng này còn có 20 nhà hàng và quán bar, sân golf.
Đảo Ký ức Hội An nằm kề cận khu đô thị cổ Hội An với 3 phân khu, sân khấu lớn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, công viên văn hóa chủ đề và khu vực dịch vụ spa ẩm thực. Điểm nhấn của tổ hợp chính là show diễn Ký ức Hội An, chương trình nghệ thuật tái hiện 400 năm Hội An với công nghệ trình diễn thực cảnh. Ra đời vào năm 1993, Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn cầu và được ví như giải Oscar của ngành du lịch. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.